xin chào các bạn đã quay lại với kênh anh bin audio của mình ở cuối tập trước cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang không ngừng bốc lên tựa hồ như lúc nào cũng có thể đột phá tôn giả thế nhưng từng trần lại biết bản thân còn chưa thể đột phá mà đây chỉ là một loại cảm giác trong u minh vô cùng thần bí nếu hiện tại đã không thể đột phá từng trần liền nghĩ đến việc tăng lên thực lực từ phương diện khác chiến lược tăng lên không chỉ là tu vi tăng lên còn có những phương diện khác ví dụ như bảo khí tôn giả lại ví dụ như thần thông hiện giờ trên người ta tôn giả bảo khí đều có một ít những cái khác không nói tử tiêu đấu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đan lô là hai kiện đan lô cực kỳ nghịch thiên chia ra đến từ thiên hỏa tôn giả cùng thiên độc đan tôn bất quá hai kiện bảo vật này quá phiền toái tử tiêu đấu xuất cung là thiên hỏa tôn giả luyện chế còn vạn đạo thanh kim đan lô là thiên độc đan tôn luyện chế trong hai kiện bảo khí tôn giả này đều ẩn chứa đạo của bọn họ ẩn chứa lý giải của bọn họ đối với đan đạo ta bây giờ mặc dù đã có thể thuần thuộc điều khiển hai kiện chí bảo này nhưng hai kiện chí bảo này lại không phải ta luyện chế chung quy không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính đồng thời lúc chiến đấu hai kiện chí bảo phóng xuất ra uy lực cũng quá mức phân tán ánh mắt của từng trần lóe lên trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ khởi nguyên chi thư ào ào vang vọng đồng thời truyền thừa của bộ thiên cung trong thân thể hắn cũng điên cùng dũng động trừ phi có thể dung hợp hai kiện chí bảo này cùng một chỗ giống như thanh liên yêu hỏa cùng các loại thiên hỏa một khi dung hợp cùng một chỗ nhất định có thể tăng lên rất nhiều lực lượng của hai kiện chí bảo này mấu chốt nhất là đó mới là chí bảo chân chính thuộc về từng trần ta nghĩ tới đây kiếm khí vô tận trên người từng trần bắt đầu dũng động có một loại cảm giác thông suốt trong đầu trong tay tần trần một thanh chiến truyền minh môn xuất hiện chính là chí bảo truyền thừa của bộ thiên cung bộ thiên trùy thứ này có thể bổ sung cho thiên hạ vạn vật là khí đạo thủy tổ chân chính tần trần tế ra tử tiêu đấu xuất cung và vạn đạo thanh kim đan lô lực lượng trong thân thể dung hợp cùng thánh mạch tôn giả trong minh minh đồng thời hỏa diễm hư vô cũng tế luyện ra lơ lửng giữa không trung hình thành một đại trận luyện hỏa cường đại trong luyện hỏa đại trận tử tiêu đấu xuất cung và vạn đạo thanh kim đan lô lơ lửng lẫn nhau tần trần bóp tay quyết diễn hóa bộ thiên chi thuật liền nhìn thấy tử tiêu đấu xuất cung cùng vạn đạo đang lô thanh kim ầm ầm đụng vào nhau bộc phát ra khí thế kinh thiên địa phương giữa hai thứ này tiếp xúc vậy mà lại chậm rãi dung hợp từng trần khống chế hư vô hỏa diễm ánh lửa giống như thần hồng thiên địa nhanh chóng thiêu đốt hai bảo khí đại tôn giả ngay sau đó bộ thiên trùy trong tay từng trần huy động đánh tới liền thấy tử tiêu đấu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đang lôi dần dần dung hợp đạo hào quang đáng sợ nở rộ bảo khí tôn giả cường đại đang cường thế kết hợp quả nhiên hai đại bảo khí có thể dung hợp ánh mắt từng trần nở rộ thần quang bộ thiên trì trong tay quế động quy tắc bốn phương ầm ầm đập xuống hư không hỏa diễm cũng điên cuồng thiêu đốt trên bảo khí hai đại tôn giả phù văn lấp lóe hai cái lại tỉ như dung hợp lại với nhau bất quá thời gian hai đại bảo khí dung hợp cũng bắt đầu sinh ra lực cản đây chính là hai bảo khí đại tôn giả uy lực vô cùng thậm chí từng trần cũng không thể phát huy ra thực lực chân chính của chúng nó làm sao có thể dễ dàng dung hợp thành công nhưng từng trần thần sắc không đổi trong thân thể lôi quang đáng sợ phun trào đồng thời một ngụm tinh huyết trực tiếp phun lên trên bảo khí của hai đại tôn giả trong bảo khí tôn giả có rất nhiều phù văn dưới tinh huyết lôi đình của từng trần nhanh chóng hòa tan ngàn vạn kiếm khí cũng dũng động dung nhập vào trong hai kiện chí bảo hư ảnh hai bảo lôi dung hợp có trấn áp vạn cổ ý cảnh diệt tuyệt hư không vũ trụ nở rộ dập tắt tất cả ngay sau đó trong đầu từng trần hiện ra rất nhiều hình ảnh một bóng người đỉnh thiên lập địa ngạo nghễ toàn thân dũng động thiên hỏa đang cùng ma tộc chém giết thiên địa hôn ám đại năng ma tộc đuổi giết bóng người này phẫn nộ vô tận sát ý không cách nào phai mờ cuối cùng dung nhập vào trong một lò đan này là thiên hỏa tôn giả đạo của thiên hỏa tôn giả là độc hành xông vào ma tộc bản nguyên nhận được tai nạn chí tôn tai ách minh hỏa là ở thế giới ma tộc thê lương ám sát khí rất nặng kia không vứt bỏ không từ bỏ không tuyệt vọng là đang đối mặt với cao thủ hắc ám tộc trong tình huống hàng tỷ năm không chết cùng vạn linh ma tôn trấn thủ khu vực thí luyện thiên giới hơn nữa ý đồ truyền thừa lực lượng của mình từng hỏa tương truyền là nhân tộc đối mặt chiến đấu khó khăn sinh sôi không ngừng ở thời khắc tối tăm nhất đều vĩnh viễn không đầu hàng vĩnh viễn không từ bỏ ý chí không cách nào tưởng tượng năm đó còn là bán tôn giả thiên hỏa tôn giả thâm nhập ma tộc chi địa bị vô tận cao thủ ma tộc đuổi giết đoạt được tài ách minh hỏa đối mặt với trang diện đáng sợ cỡ nào nhưng thiên hỏa tôn giả lại qua được đồng thời thành công đột phá tôn giả loại ý chí này tất cả đều khắc vào trong tử tiêu đấu xuất cung trở thành một phần trong đó thuộc về ý chí tinh thần của thiên hỏa tôn giả bên này là con đường tôn giả của thiên hỏa tôn giả bên kia cũng là một bóng người xám xịt ngạo nghễ đứng đó nhìn thấy hắn từng trần liền cảm nhận được vô tận bi thương đây là thiên độc đan tôn thiên độc đan tôn sinh ra từ một thế lực đỉnh cấp ở thiên giới nhưng lại là con thứ trong gia tộc từ nhỏ đã chịu hết khó khăn không được coi trọng tài nguyên của hắn vĩnh viễn ít hơn so với những đệ tử khác của gia tộc bởi vì đã từng kiểm tra đo lường căn cốt căn cốt của hắn quá yếu trong hoàn cảnh như vậy thiên độc đang tôn đi lên một con đường khác đó là luyện dược sư nhưng mà trên thiên phú của luyện dược sư mặc dù hắn mạnh hơn tuyệt đại đa số người không có thiên phú luyện dược sư nhưng trong thế lực lớn thiên kiêu nhiều như mây hắn cũng một mực không có tiếng tâm gì như là tồn tại không biết tên cho đến khi hắn gặp độc hắn mới tìm được thiên địa thuộc về mình hắn say mê với độc cả đời dùng vào độc thậm chí mình dùng tất cả độc dược có thể tìm được tìm kiếm đạo lý trong độc giống như người điên bởi vì hắn giao tiếp với độc bị những con cháu gia tộc khác bài xích cho rằng hắn làm hỏng thanh danh gia tộc bị tất cả trưởng lão gia tộc nhục mạ cuối cùng khu trục hắn ta đã trở thành một kẻ bị vứt bỏ nhưng hắn càng thêm say mê trong luyện chế độc tố như mê như say lại bị thế nhưng coi là không rõ phải trừ khử cho nhanh tất cả mọi người đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết nhưng những người dám làm loạn với hắn đều bị hắn giết sạch sau đó gia tộc của hắn dưới sự tức giận cũng muốn thanh lý môn hộ một ngày kia vào một đêm trăng thanh gió mát thiên độc Đan tôn đối mặt với vô số cường giả gia tộc hắn cứng rắn thừa nhận 10 chiêu công kích của cường giả gia tộc chưa từng hoàn thủ hầu như chết ngay tại chỗ máu tươi toàn thân sau đó hắn tóc tai bù xù đầy người máu tươi quay về phía vô số người nói thiên độc Đan tôn ta từ nay về sau không còn nợ gia tộc bất cứ thứ gì rất nhiều trưởng lão tức giận tạo thành đại trận muốn luyện giết hắn thiên độc Đan tôn không lưu thủ nữa sử dụng thần thông độc của mình vẹn vẹn chỉ trong thời gian một nén nhang đã tiêu diệt toàn bộ gia tộc cả nhà không còn người nào sống tiêu diệt gia tộc mình hắn trở thành người bị ức vạn người thiên giới phỉ nhổ nhưng mà thiên độc đang tôn lại không để ý hắn không ngừng trưởng thành cuối cùng trở thành tồn tại của thiên giới vừa chính vừa tà vô số chủng tộc đều quỳ rạp xuống cầu hắn luyện dược cầu hắn giải độc hắn trở thành tồn tại mà người gặp người sợ nhưng lại không có bất kỳ bằng hữu nào hắn chỉ dựa vào bản tâm của mình làm việc tuy đã cứu vô số người nhưng vì hắn hỉ nộ vô thường giết người vô số cũng được xem là ác ma nhưng chính vì vậy hắn bị vô số người coi là ác ma nhưng lúc đối mặt với ma tộc xâm lấn thậm chí chiêu an hắn dứt khoát kiên quyết phản kháng vì nhân tộc hắn một mình độc chiến với rất nhiều cao thủ tôn cảnh của hồn ma tộc lấy thân thể của mình phong tỏa cao thủ ma tộc Cũng hiến một phần sức mạnh cho thiên giới đây là đạo của thiên độc đang tôn bất kính thiên địa nhưng có thể hiến thân vì thiên địa nhìn như không có giới hạn lại có nội tâm muốn thủ vững giờ phút này trong thân thể từng trần khí tức tôn giả bốc lên vô tận hắn thật sự cảm thụ được thiên hỏa tôn giả cùng thiên độc đang tôn nói cảm nhận được ý cảnh bọn họ thật sâu sắc hiểu được tất cả bọn họ thủ vững trên thực tế người có thể trở thành tôn giả ai là người bình thường muốn vượt lên trên thiên đạo cả giá đều không phải bình thường trên bầu trời thiên đạo vô tận hiện ra tiếng sấm ầm ầm thiên địa nổ vang đây là đạo của tôn giả ngoại giới cửu mệnh yêu tôn trừng to mắt nhìn thánh địa giao trì tuy rằng không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng gì nhưng nàng lại có thể cảm nhận được ở nơi đó có người đang phát sáng quanh thân đang tỏa ra thần hồng có đại đạo nổ vang chẳng lẽ lại có tôn giả sinh ra không đúng loại cảnh tượng này không phải là có tôn giả sinh ra nếu không thiên đạo sẽ không chỉ như vậy bởi vì tôn giả sinh ra vượt trên thiên đạo sẽ tạo thành tổn thương cho thiên đạo sẽ dẫn tới sự phản vệ đáng sợ của thiên đạo nhưng mà giờ phút này thiên đạo ở thiên giới mặc dù đang nổ vang nhưng lại như là đang vui mừng khôn xiết loại cảm giác này khiến nàng cũng chấn kinh vạn phần biến thái thật những tên ở đây đều là yêu nghiệt cửu mệnh yêu tôn cũng cạn lời theo lý mà nói nàng là cao thủ nhân tôn đỉnh phong sao có thể ngạc nhiên như vậy nhưng vẫn bị tất cả phát sinh ở đây làm cho chấn động từng từng cảm ngộ đạo của hai đại cao thủ tôn giả sau đó dung hợp tử tiêu đấu xuất cung và vạn đạo thanh kim đang lô vào với nhau hai đại chí bảo đều là bảo vật tôn giả ngưng tụ tâm huyết hai đại tôn giả hiện tại dung hợp cùng một chỗ lập tức có tiếng oanh minh kinh thiên vang vọng hai cổ đại đạo dưới lực lượng của Tần trần bắt đầu dung hợp bộ thiên trụy không ngừng nổ vang thân thể từng trần hòa vào trong đó cảm ngộ đạo của hai người đồng thời cũng nở rộ đạo của mình thứ ta yêu chính là ta muốn thủ vững cả đời đây cũng là đạo của Tần trần hy vọng thiên hạ này người người như long mong sao trên đời này trở nên an lành dù cho cả thế gian đều là kẻ địch cũng phải chúa tể vạn phương chỉ vì hòa bình cho nhân tộc hai lò đang lớn dưới lực lượng của từng trần dần dần hợp nhất tiếng nổ liên tục từ trong cơ thể từng trần truyền ra bất quá sau mỗi lần nổ tung thân thể từng trần sẽ cao lớn hơn một chút tế bào tinh thể trong cơ thể hắn trong mỗi tế bào đều ẩn chứa huyết mạch lực đáng sợ dung nhập vào trong lò luyện đang phía trước hình thành một bóng thần linh bộ thiên trùy và lôi quang dũng động hai đại bảo vật dần dần dung hợp thành một lò luyện đang càng thêm bá khí lò luyện đang ngút trời hào quang sáng chói có thần uy vạn giới hai lò luyện đang lớn hợp nhất thực lực của từng trần lần nữa tăng lên lực lượng đè nén thật lâu kia lần nữa như núi lửa bộc phát ra phía trước từng trần một cái lò luyện đang đáng sợ xoay tròn cho từng trần một loại cảm giác như cánh tay điều khiển đây là thần lô thuộc về bản thân từng trần lần này từng trần thực sự khống chế chí bảo này tới đỉnh phong từ khi tấn thăng thiên thánh tới nay hắn đã không ngừng tế luyện hai đại bảo vật trước sau không biết hắn tế luyện bao lâu nhưng lúc thôi động hai kiện bảo vật này vẫn có một loại ngăn cách nhưng hiện tại từng trần lại hoàn toàn không còn loại ngăn cách này đúng là thân khí nhất thể đồng thời Tần trần lấy từ trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp ra rất nhiều tài liệu đỉnh cấp sau đó lợi dụng bổ thiên chi thuật tế luyện nó vào bên trong lò luyện đan cuối cùng một tòa lò luyện đan ngày sáng chói hào quang dung nhập vào thân thể Tần trần lơ lửng ở nơi bản nguyên của Tần trần tẩm bổ thần phục đỉnh nhỏ cổ điển nhấp nhô trầm luân như là thuyền đi biển khổ mài dũ bản thân thành công rồi tiếp theo là binh khí ánh mắt Tần trần lóe lên trong tay bỗng dưng xuất hiện kiếm dị xét thần bí cùng yêu kiếm màu xanh lá yêu kiếm màu xanh lá cùng kiếm rỉ xét thần bí phát sáng trên người từng trần dũng động ra kiếm ý vô tận rất nhiều kiếm quang lấp lóe lục đạo luân hồi kiếm thể nở rộ thần hồng thúc giục bộ thiên thuật lập tức bên trong kiếm dị xét thần bí nở rộ một cổ lực lượng cắn mút đáng sợ vậy mà đang chậm rãi cắn mút yêu kiếm màu xanh lá trong yêu kiếm có yêu khí đáng sợ tỏa ra nhưng lại bị rỉ xét thần bí cắn mút từng chút một đồng thời trên kiếm rỉ thần bí còn phun trào ra thần sắc nhảy nhót mẹ kiếp phỏng chừng thanh kiếm dị xét thần bí này đã sớm tập trung vào yêu kiếm màu xanh lá rồi từng trần không nói gì nhìn tư thái này kiếm rỉ thần bí dường như đã sớm chuẩn bị bất quá từng trần cũng không để ý bởi vì lấy lực lượng của yêu kiếm màu xanh lá hiện tại càng phát huy không ra thực lực chân chính ngược lại là kiếm dĩ thần bí còn có tiềm lực có thể đào bới thần binh dung hợp bình thường sao có thể dễ dàng như vậy thậm chí cần một đại sư luyện khí cấp bậc tôn giả tốn nhiều năm tâm huyết mới có thể thành công nhưng từng trần có bộ thiên cung truyền thừa dưới sự thúc giục của bổ thiên truyền, trận văn đầy trời dũng động hư vô hỏa diễm thiêu đốt kiếm dị xét thần bí nhanh chóng dung hợp cùng yêu kiếm màu xanh lá hai thứ chậm rãi hòa tan dung hợp lẫn nhau mặc dù đã hoàn toàn phù hợp nhưng từng trần biết hai bên muốn hoàn toàn kết hợp còn cần tương đối thời gian mới có thể làm được. Mà sau khi từng trần dung hợp hai đại thần binh của mình, cũng một lần nữa vận chuyển thiên hồn cấm thuật, tăng lên cường độ linh hồn của mình. Tôn giả lột xác, linh hồn đồng dạng lột xác, lần này hắc ám vương huyết xâm lấn làm cho linh hồn của từng trần bị thương, giờ phút này thiên hồn cấm thuật dũng động, linh hồn của từng trần phát sáng, lập tức rơi vào một loại đúng ngộ nào đó. Mà lúc từng trần tiến hành lột xác, trong thánh địa giao trì, đám người u thiên tuyết cũng lần lượt đột phá. U thiên tuyết và cơ như nguyệt cách từng trần gần nhất, đang ngồi xếp bằng trên hạt tâm thánh mạch này khí tức tôn giả cùng cuộn tràn vào trong cơ thể hai người hai người chia ra vận chuyển tổ lực cơ gia cùng lực lượng chí tôn nữ đế của thái âm lưu ly lập tức khí tức vô tận của tôn giả dung nhập vào trong cơ thể khí tức nửa bước tôn giả điên cuồng tăng vọt một thánh mạch tôn giả hoàn chỉnh cho dù là tình tuyết thế gia hay cao thủ như hỗn độn độc tôn đều rất khó đạt được đây là bảo vật nghịch thiên cũng là tâm huyết cả đời của đám cao thủ nhân tôn đỉnh phong như hidala hai người hưởng thụ quán thâu to lớn như thế linh hồn cũng sinh ra lột xác không ngừng chạy nước rút tới cảnh giới bán tôn giả đỉnh phong trong hư không lực lượng linh hồn ba người tiếp xúc cùng một chỗ linh hồn từng trần đang tu luyện thiên hồn cấm thuật lại trong nháy mắt va chạm cùng thần hồn u thiên tuyết và cơ như nguyệt một loại cảm xúc hòa nhiệm mê ly ở trong hư không chạm vào nhau phát ra tiếng nghĩ non trong lúc mơ hồ từng trần nghe được thanh âm kêu gọi vi diệu của mình trong lòng run lên từng trần lập tức ý thức được đây là thế giới tinh thần của u thiên tuyết và cơ như nguyệt một loại khí tức mập mờ trong linh hồn ba người nhanh chóng va chạm giống như xảy ra phản ứng pha chế trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng rực cuồng mảnh trần ta muốn thanh âm lẩm bẩm khẽ nói trong nháy mắt truyền vào trong đầu Tần trần như là đốt lên một mồi lửa cuối cùng làm cho não hải của từng trần âm âm bùng nổ trong đầu Tần trần linh hồn vô tận sôi trào hắn cảm thấy tiếng kêu gọi của u thiên tuyết một loại nhiệt độ cực nóng trước nay chưa từng có từ trong thân thể Tần trần hiện ra trần ta muốn thanh âm nỉ non không ngừng vang lên Tần trần nhanh chóng đắm chìm trong thế giới tinh thần hắn nhanh chóng bay vút linh hồn lực dung hợp một cổ khí tức quen thuộc từ trong ánh sáng kia truyền tới chính là năng lượng linh hồn của u thiên tuyết và cơ như nguyệt linh hồn ba người tại thời khắc này kết hợp cùng một chỗ có tiếng thở nhẹ vang lên mặc dù đây là trên mặt linh hồn nhưng lại truyền đến rõ ràng trên thân thể u thiên tuyết và cơ như nguyệt trên thân thể hai người lập tức nổi lên từng đạo đỏ ửng mồ hôi rậm rạp chi chít toàn thân trên dưới đều tản mắt ra một loại hương khí khó hiểu u thiên tuyết và cơ như nguyệt linh hồn hiện lên đây là hai cô gái tuyệt mỹ dáng người uyển chuyển linh hồn trong trạng thái càng thêm xinh đẹp trên người các nàng không có gì hoàng mỹ khiến người ta mê muội dung nhan này đủ để khiến trời đố kỵ thiên địa đều mất đi hào quang trước mặt nàng thiên tuyết như nguyệt Tần Trần lẩm bẩm nói, trong lòng có tình yêu nồng đậm. Trong đó, U Thiên Tuyết càng thêm chủ động, mà Cơ Như Nguyệt lại càng thêm ngượng ngùng. Một đường đi tới, bọn họ đều biết rõ tâm tình đối phương, trong loại cảnh tượng nóng rực như vậy, ai cũng không ức chế được tình cảm trong lòng mình. Thậm chí, không chỉ ở phương diện thân thể, Tần Trần càng rõ ràng biết được, lúc mình tăng lên linh hồn, loại dung hợp này đối với linh hồn hai bên đều có ích lợi cực lớn, đạo của trời, âm dương hợp hoang, đây là đạo lý cả thế gian vô song. Trần, không thể tưởng được linh hồn của chúng ta lại có thể dung hợp cùng một chỗ, trước kia lúc la tiến công quảng hàng phủ ta cực kỳ sợ hãi sợ đời này sẽ không còn gặp lại ngươi nữa lúc đó ta mới thật sâu biết ở trong thế giới của ta không thể không có ngươi trần ta muốn ta không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối gì nữa thiên tuyết và như nguyệt nỉ non nói ánh mắt mê ly sắc mặt ửng đỏ các ngươi muốn gì tần trần nghi ngờ hỏi thiên tuyết cùng như nguyệt vẫn nói muốn nhưng rốt cuộc muốn cái gì linh hồn ba người dung hợp tần trần cảm nhận được nóng rực không cùng trái tim nhảy lên phanh phanh toàn thân trên dưới đều nóng bỏng không thôi nhưng hắn không hiểu cái đầu gỗ này của ngươi ngươi nói chúng ta muốn gì khí tức u thiên tuyết suy yếu cổ trắng nõn trong chớp mắt bò đầy màu đỏ ửng một đôi mắt đẹp như nước uyển chuyển đứng lên cơ như nguyệt thì đỏ ửng không thôi tay chân luống cuốn dù sao nàng vẫn là xử nữ cho dù nhìn thấy thân thể tinh nhuệ của tần trần đều không thể tự kiềm chế u thiên tuyết nhìn thấy tần trần không rõ ràng cho lắm sắc mặt đỏ thẫm trực tiếp tiến lên bàn tay trắng nõn ôn hòa chạm vào cổ tần trần tràn đầy thẹn thùng thân thể như rắn nước lập tức cuốn lấy tần trần đây là thần hồn dung hợp mặc dù nàng đã sớm cùng từng trần có phu thê nhưng nếu thật là thần hồn dung hợp vẫn có chút không buông tha bởi vì trong trạng thái này nàng không hề có chút cá nhân nào của riêng tư hoàn toàn mở ra cho Tần trần tựa như là một cây bồ đào rửa sạch mặc cho người ta hái lấy nhấm nháp một khi thần hồn dung hợp vậy mang ý nghĩa đối phương đã mở rộng tất cả bí mật không còn chút giấu giếm nào rốt cuộc Tần trần cũng hiểu tâm ý của thiên tuyết không chút khách khí nắm lấy bàn tay nhỏ của thiên tuyết não hải giống như muốn nổ tung không ngừng vuốt ve ánh mắt thâm tình nhìn thiên tuyết hóa ra thiên tuyết muốn cái này như nguyệt người cũng tới đây thiên tuyết nói với cơ như nguyệt cơ như nguyệt ngượng ngùng không chịu nổi cúi thấp đầu lông mi buông lỏng chuyện này quá xấu hổ nhưng mà tình yêu mãnh liệt khiến nàng không cách nào ức chế thân thể của mình từ sau lưng ôm lấy từng trần dính sát vào từng trần bị hai người một trước một sau ôm lấy da gà toàn thân từng trần đều nổi lên thậm chí có chút luống cuốn chân tay chuyện này mình có thể gánh vác được sao có phải có chút không tốt hay không thiên tuyết hiện tại chúng ta đang ở thánh địa giao trì mặc dù là trạng thái linh hồn cũng chưa chắc sẽ không bị người phát giác ra manh mối không bằng chờ tu luyện chấm dứt sau khi trở về trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp từng trần vội vàng nói trên trán toát ra mồ hôi lạnh ba người mặc dù là trạng thái linh hồn nhưng từng trần có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn hai người nóng rực thân thể nóng bỏng giờ phút này trong đầu hắn giống như muốn nổ tung nhìn không được cùng hai người dây dưa cùng một chỗ nhưng trong thánh địa giao trì còn có đám người quản hàng cung chủ cơ hồng trần hiện tại mọi người nhao nhao lâm vào đúng ngộ bế quan vạn nhất bị bắt được một ít cái gì đó từng trần tự nhiên cũng lúng túng khó xử trần hiện tại chúng ta muốn bởi vì chúng ta không muốn lưu lại gì tiếc nuối để ta và như nguyệt cùng tới hầu hạ ngươi là được rồi u thiên tuyết nói xong nhanh chóng quấn quanh thân thể của tần trần khẽ cắn bờ môi đỏ mọng khuôn mặt đỏ ửng nàng chủ động đón đỡ làm tần trần cũng không nhịn được mà cơ như nguyệt sau lưng cũng dùng sức ôm chặt tần trần sau một khắc linh thể thần hồn ba người bỗng nhiên hóa thành từng điểm huỳnh quang tiêu tán trong hư không này ánh huỳnh quang kia quấn quanh cùng một chỗ không phân biệt lẫn nhau truy đuổi lẫn nhau theo đó một loại thanh âm thối nát vang lên trong thiên địa này tần trần say rồi hắn cảm giác như mình rơi vào bình mật có chút không tự kiềm chế được trong lòng truyền đến cảm giác khoan khoái và sung sướng khiến hắn nhấp nhô loại cảm giác sung sướng đầm đìa kia hầu như không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung mặc dù không có thân thể tiếp xúc chỉ là thần hồn dung hợp loại vui sướng này lại giống như trong truyền thuyết so với nó càng lớn hơn vô số lần hắn có thể phát giác được thần hồn thiên tuyết và như nguyệt vây quanh mình thần hồn va chạm trên đó khiến ba người có chút không cách nào nắm giữ được mình hai bên đều thâm nhập vào sâu trong thần hồn đối phương nhưng cả hai đều không có đi dò xét bí mật của đối phương mặc dù hai bên đều mở rộng cõi lòng bất kể là ai đều hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác thần hồn dung hợp này thể nghiệm đủ loại mỹ hảo trong khi thần hồn dung hợp linh thể thần hồn ba người sau khi dung hợp đều phát sinh biến hóa vừa mừng vừa vi diệu ba người giống như tiến vào trạng thái tu luyện đặc biệt nào đó loại thần hồn này dung hợp chẳng những để cho ba người tiến hành hội tụ thân thể bản nguyên để thánh nguyên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất ngay cả thần hồn cũng có thể như vậy trong lúc thể nghiệm tiến, thét chói tai khiến người ta muốn khàn giọng kia U Thiên Tuyết và Cơ Như Nguyệt rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể thần hồn của từng Trần truyền tới từng luồng năng lượng huyền bí cao thâm. Trong lòng từng Trần cảm ngộ đủ mọi thứ liên quan tới thiên đạo, đều đang chia sẻ. U Thiên Tuyết và Cơ Như Nguyệt không dám chậm trễ, mở rộng cánh cửa tiếp nhận, thác sâu vào trong linh hồn. Hơn nữa, truyền thừa của Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn mà U Thiên Tuyết đạt được cùng cảm ngộ truyền thừa của Cơ Như Nguyệt cũng phóng thích theo. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video, nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại con mừng góp ý của mọi người nha